Rồi bữa nay thì máy giao các bạn. Ôi, quá trời tiền anh em ơi. Đây ở đây huyện gì anh Tấn? An Phú. Huyện An Phú hay xã gì? Xã Phú Hưng. Rồi bữa nay mình bán một chiếc máy huyện An Phú xã Phú Hưng về Kiên Giang, ở dưới đó là đâu anh? À, xã Mỹ Nam Hải Sơn hả? Ờ à, Nam Hải Sơn huyện đất đây cho 105 mới quay bữa trước, bữa nay đi về Hòn Đất các bạn, xã Nam Hải nè. Đây Nam Hải. Rồi thì sửa soạn ấy các bạn ơi. Đây anh ở đây là ba người ngồi là người mua, còn anh đó là người bán là chủ. Thì một chút mình sẽ quay các bạn coi á. Đó thì anh em đang sửa soạn nếm tiền nha các bạn. Được chứ, anh lại chịch cái máy cày qua chút để máy cày đi ra rồi quay luôn đó. Rồi anh đang đếm tiền các bạn ơi. Rồi, máy về chủ máy các bạn ơi. Ở cái đường này nó rất là nhỏ nha, tài xế chạy quen mới chạy được cái đường này các bạn. Tính anh máy nhà anh chạy riết anh quen các bạn ơi. Đây đang chuyển ra các bạn, khách đang đứng đợi ha. Chắc giờ chiếc máy cày ở đây máy giữ giữ không anh em, con này phải giữ nha các bạn, cua ta này cầu luôn. Ở đây máy khói các bạn ơi. Rồi máy cày đi ra luôn các bạn ơi, cho máy cắt ra ha. Máy cày siêu to khổng lồ, có mũi đầu luôn anh em. Ôi, quay đầu ra các bạn, máy như mới anh em ơi. Cái này nó vừa với máy cắt các bạn ơi, cái đó nó cao vừa máy cắt luôn đó. Rồi về ra anh em ơi, con này nó hơi hấp các bạn. Quá khó.
khó cái chỗ này chuyển nha các bạn. Rồi máy cho sạc lên xe nào ơi. Rồi qua ơi, qua ơi, qua anh ơi, qua ơi. Sườn lên rất cao các anh em. Máy đang ra lộ nha anh em, thì xe tải cũng gần tới đó các bạn ơi. Đây 100 giao khách đi các bạn ơi. Rồi, giá con này thì sáng thì qua 180 mấy không? Sáng á. Không biết à. Thì giờ dính là con anh bớt chắc 1 triệu bạc cái gì. Quán này quá đẹp mà. Quán này mình sáng mình vô chảy không biết nhiêu giá luôn anh em, mà tư bên chính chắc anh tính bớt khoảng 1 triệu bao nhiêu. Rồi này anh xế này là lần đầu tiên chạy 100 lên xe tải các bạn ơi. Con này lên là mắc cỡ hàng rồi đó các bạn. Đó, đang lên rất là cao anh em. Nhìn rất là lực lớn luôn, xe này rất là ghê. Ồ, máy như mới nha các bạn ơi. Rồi lên trên bờ bắt gỡ, lên trên xe xong bắt gỡ hàm nữa nha anh em.
rồi sai gỡ hàm các bạn. Gỡ hàm thì nó rất là lâu ha, mình quay các bạn coi lên xe rồi đi thôi ha. Rồi đây anh chủ máy mua về luôn các bạn ơi. Rồi rồi chủ máy đổi chủ làm ăn ngon lành. Lên xe có rảnh đợt nào uống tính chạy tôi chơi. Rồi xe đi đang về các bạn ơi, đây chủ máy này các bạn ơi.